Vừa xong thì tôi có trải nghiệm đoạn video ngắn về hai con máy soi cầm tay. Con máy thứ nhất là con máy Matic. Con máy soi cầm tay thứ hai là con máy Đông Trang. Nói về công suất và hiệu năng làm việc của hai con máy này thì tương tự giống nhau. Riêng con Matic này thì nó nhỉnh hơn một tí. Còn về giá cả thì con Đông Trang này nó sẽ mềm hơn. Vì nhà sản xuất họ muốn đưa đến tay người tiêu dùng những dòng sản phẩm vừa chất lượng mà vừa phù hợp với túi tiền. Còn về giá cả thực tế của hai con máy Matic và con máy Đông Trang này thì anh em chúng ta có thể lên trực tiếp website của Vinachi Việt Nam để tham khảo. Hôm nay thì tôi muốn giới thiệu tới anh em một dòng máy chế biến gỗ dành cho những anh em thợ mộc hay là những anh em làm DIY. Đó là một con máy soi cầm tay Đông Trang có mã là DMR02-12. Nếu về nói về thương hiệu Đông Trang của nó thì chất lượng và uy tín luôn đi hàng đầu. Cái thứ hai nữa là giá cả phải chăng nên được rất nhiều những em thợ hay là những bác chủ xưởng, những hộ kinh doanh tin dùng. Và bây giờ thì không phải để anh em chờ đợi lâu, tôi sẽ đi đập hộp để xem bên trong của hộp có những gì. Bên trong của hộp thì được thiết kế khá là bắt mắt. Khi mà mở hộp ra thì anh em chúng ta sẽ có một phiếu bảo hành, một sách hướng dẫn và hai chổi than đi kèm với máy. Phụ kiện đi kèm của máy, cà lê, cữ, và đây là nhân vật chính của chúng ta, một con máy khá là thon gọn và đầm tay, rất là chắc chắn luôn anh em ạ. Về cái thiết kế con máy này thì mình không thể chê vào đâu được. Phụ kiện của nó là một cái ổ bi tròn này, dùng để soi. Cà lê nữa. Đặc biệt là khi mà anh em mua máy sẽ được hai cái ống thu cốt. Một là thu cốt 6,35 và một thu cốt 80. Mình sẽ đặt gọn ra đây. Không còn gì nữa nào. Khá là hay nữa anh em ạ, có một cái cữ dùng để soi cong, cữ bi. Anh em chúng ta có thể lắp vào đây và lắp cữ. Thì lát nữa thì tôi sẽ lắp lên để anh em có thể hiểu rõ hơn. Bây giờ thì tôi sẽ đi giới thiệu tổng quan của con máy này. Tổng quan con máy này thì được thiết kế hai tay cầm giúp anh em thợ chúng ta làm việc thuận tiện và hiệu quả khi sử dụng. Kích thước tổng quan của máy có chiều cao là 32cm, chiều rộng của máy là 28cm, chiều ngang của thân máy là 13cm. Còn riêng về thiết kế của mặt bàn làm việc có đường kính là 15,5cm. Về cái mặt thiết kế của cái mặt bàn làm việc này, nó có một cái điểm khá là hay nữa là anh em chúng ta có thể là tháo ra để vệ sinh hay là thay cái mặt bàn lên. Thì nói gì đi nữa thì chúng ta vẫn phải đi vào thực tế thì anh em chúng ta mới hiểu được. Thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn anh em cách tháo. Đầu tiên thì anh em chúng ta sẽ khóa một cái chốt ở bên trên này lên để giữ độ chắc. Sau đó tôi quay cái đầu này ra, anh em chúng ta sẽ nới lỏng cái ốc siết cữ ở đây ra. Cái ốc cữ hãm ở đây thì cũng là cái cữ để chỉnh độ sâu, nông sâu của mặt bàn này luôn, khi mà anh em chúng ta lựa chọn phù hợp với công việc của mình. Khi mà anh em chúng ta tháo hết cái cữ hãm ở đây thì anh em chúng ta lại phải mở cữ chặn này ra. Rồi, chúng ta có thể tháo được hết cái mặt bàn này ra. Và cũng có một điểm nữa là trên cái thân này, khi mà chúng ta tháo cái ốc cữ hãm đây ra thì chúng ta mới thay được cái chổi than. Anh em có một lưu ý cho mình đó, khi mà anh em muốn thay chổi than thì anh em vẫn phải tháo hai con ốc ở cạnh ria này. Con máy này có một cái điểm khá là hay nữa là anh em chúng ta có thể sử dụng hai cái cốt trục lên xuống này. Chúng ta sử dụng con máy này vào với công việc như chúng ta đục lỗ mọng này, chúng ta soi thì cũng là cái điểm ăn tiền nhất của con máy Đông Trang này mang lại cho người dùng. Tiếp theo nữa là về phần mặt bàn của con máy thì anh em chúng ta có thể là thay những chiếc mặt bàn khác. Khi mà anh em chúng ta sử dụng lâu thì cái mặt bàn ở bên trên này nó sẽ bị mòn đi, ảnh hưởng đến độ chính xác và ảnh hưởng tới công việc của chúng ta sẽ không được hiệu quả.
chúng ta chỉ cần tháo bốn ốc đây ra, chúng ta thay, thì mình đã chuẩn bị sẵn một chiếc mặt bàn to hơn để mình có thể thay cho anh em có thể thấy được cái hiệu quả của nó. Và cái mặt bàn này thì anh em chúng ta có thể ghé qua trực tiếp cửa hàng của Vinachi Việt Nam để mua. Khi chúng ta mua máy thì anh em có một lưu ý cho mình là nên chọn những nơi uy tín để mua, hưởng được những chính sách ưu đãi. Tôi sẽ bỏ hết lò xo ở đây ra. Đó, anh em có thể thấy khi mà anh em muốn lắp cái mặt cữ của bàn xoay này lên thì anh em chúng ta có thể là chỉ việc xếp bốn ốc này vào trong này rồi anh em chúng ta lắp lại là xong. Về thông số kỹ thuật của con máy này, máy thì đang là sử dụng nguồn điện 220V cho đến 240V, tần số là 50 cho đến 60 Hz, công suất của con máy này là 1850W. Máy thì đang là sử dụng cốt trục 12/7. Anh em chúng ta mà muốn sử dụng các dòng mũi soi có cốt trục nhỏ hơn thì anh em chúng ta có thể sử dụng đệm thu cốt đi kèm với máy như là đệm thu cốt 6.35 hay là đệm thu cốt 80. Tốc độ vòng quay tối đa con máy này là 22.000 vòng trên 1 phút. Khi mà anh em chúng ta mua máy về thì anh em luôn phải lưu ý cho mình là trên thân của máy này nó có một cái tem chống hàng giả hàng nhái để đánh giá sự khác biệt của cái thương hiệu Đông Trang. Chúng ta phải nhìn vào đây. Còn về cấu tạo chi tiết của con máy này thì có một cái cữ chặn chỉnh độ lên xuống. Vừa nãy thì mình đã chỉnh cho anh em xem rồi. Còn đây là một cái cữ dùng để giữ vị trí của mặt bàn. Anh em chúng ta muốn điều chỉnh nhanh thì em bóp cái cò đây, ấn ốc xuống rồi vặn. Cái cò này nó cũng liên quan là khi anh em chúng ta đục lỗ thì anh em chúng ta chỉ cần tháo cái cự hãm đây ra. Nó có một cự hãm này, anh em chúng ta mở cự hãm này. Chúng ta muốn đục lỗ mọng như là đục lỗ mọng cửa hay là đục lỗ bản lề, anh em chúng ta sẽ điều chỉnh và đục ở đây. Rất là hay của con máy này. Có một cái lưu ý cho mình nữa này, con máy này nó có một cái lớp nhựa trắng này. Khi mà chúng ta soi, cái phon mùn cưa này nó không bắn vào con mắt của chúng ta. Đây là cái bảo hiểm của nó. Mình thấy khá là ok về con máy Đông Trang này. Về cái công tắc của nó, khi anh em sử dụng thì công tắc của nó ở ngay trên thân máy bên tay phải của chúng ta. Khi chúng ta sử dụng thì chúng ta tắt bật rất là tiện lợi luôn. Về tổng quan thiết kế bên ngoài của con máy này thì được trang bị cho mình một lớp vỏ nhựa cách điện và chống bụi bẩn. Riêng về tay cầm nắm thì là một tay cầm nắm cao su, khi mà anh em chúng ta sử dụng lâu này sẽ không bị mỏi mạt. Cái thứ hai nữa là khi chúng ta sử dụng lâu thì bàn tay chúng ta sẽ ra mồ hôi, sẽ ảnh hưởng tới công việc. Nhưng chúng ta dùng cái con máy Đông Trang này, cái tay cầm này thì quá là ok, không phải lo nghĩ gì. Máy trang bị cho mình 3m dây điện nên là anh em chúng ta có thể thoải mái sử dụng. Dây điện thì bọc cho mình một lớp vỏ nhựa cao su cách điện này, quá là an tâm luôn. Còn về sức mạnh hay là công dụng làm việc hiệu quả ra sao thì anh em chúng ta cứ phải đi vào thực tế thì mới hiểu rõ được. Nếu về nói về cách sử dụng con máy soi Đông Trang này thì đa số anh em thợ mộc chúng ta nói riêng thì đều biết cách sử dụng, còn một số anh em mà không phải ngành mộc thì chưa biết sử dụng. Bây giờ thì tôi sẽ hướng dẫn anh em cách lắp mũi và cách chạy. Con máy soi cầm tay này thì nó có rất nhiều cách sử dụng. Thứ nhất là soi này, đục lỗ, đục mọng, nói chung là vô vàn các loại tính năng mà anh em chúng ta có thể áp dụng được vào. Anh em mà có những cái ý tưởng hay hay là những cách sử dụng hay thì anh em cũng có thể là comment bình luận ở bên dưới phần mô tả để góp ý thêm cho Vinachi Việt Nam. Khi mà anh em chúng ta lắp mũi thì anh em chúng ta mở mũi ra thì anh em cho ta chỉ cần ấn vào công tắc khóa đây rồi vặn ốc ra. Mình đã chuẩn bị sẵn một chiếc mũi soi. Anh em đưa cái mũi soi này vào bên trong cái cốt thu của nó là cốt 12.7mm. Nếu mà cốt bé hơn thì anh em chúng ta phải sử dụng đệm thu cốt. Khi mà anh em chúng ta lắp ấy, thì anh em chúng ta phải giữ cái chốt đây. Sau đó thì anh em sẽ sử dụng một chiếc cà lê đi kèm với máy và siết thật chặt.
Khi mà anh em chúng ta đã siết chặt mũi vào máy xong rồi thì tôi đã chuẩn bị sẵn một phôi gỗ để tôi soi cho anh em xem. Thì tôi sẽ hướng dẫn anh em cách chỉnh cữ ở trên máy soi này. Thứ nhất là chỉnh độ nông sâu. Ở cái thiết kế con máy này thì gồm có 3 cữ. Cữ thứ nhất là cữ chỉnh độ nông sâu và 2 cữ hãm. Anh em sẽ ấn cái máy xuống và căn đúng độ sâu của mũi, cái độ sâu của anh em muốn sử dụng. Rồi anh em siết cái cữ hãm này. Ok, nếu sau đó thì anh em nhớ phải khóa cái chốt này lại. Tiếp tục là anh em chúng ta lại phải siết cái ốc ở chốt này. Nó sẽ giữ được cái cố định của mặt bàn. Khi anh em chúng ta làm việc thì nó không xê dịch, ảnh hưởng tới hiệu quả làm việc cũng như là cái chất lượng của sản phẩm của anh em chúng ta. Ok. Trước khi đi thực hành thì tôi sẽ test thử cái tiếng máy cho anh em nghe. Nghe rất là êm tai. Bây giờ tôi sẽ mở máy để chạy thực tế. Cảm ơn máy này rất là êm. Bây giờ thì tôi sẽ đi đục lỗ. Trước khi đi đục lỗ thì tôi đã chuẩn bị sẵn một chiếc mũi để đục lỗ và một chiếc cữ đi kèm với máy, một phôi gỗ để tôi đục demo lên để anh em chúng ta có thể dễ dàng hình dung sản phẩm. Tôi sẽ hướng dẫn anh em cách lắp cữ. Thì anh em chúng ta có thể thấy ở trên cái mặt bàn cữ này thì gồm có 3 con ốc siết, 1, 2, 3. 3 con ốc siết này sẽ đảm nhiệm nhiệm vụ là giữ chặt cái cữ này. Anh em chúng ta thì nới lỏng cữ. Anh em chúng ta lắp cữ ấy, thì anh em chúng ta thuận tay trái, anh em chúng ta có thể lắp bên trái. Anh em chúng ta thuận tay phải thì anh em chúng ta có thể lắp bên phải được. Sau đó thì anh em chúng ta có thể siết chặt ốc. Còn cái độ chỉnh độ rộng này thì sẽ phù hợp lựa chọn công việc của anh em. Anh em chúng ta muốn lựa chọn nông hay sâu, rộng hay hẹp thì anh em chúng ta có thể tự chỉnh. Tôi sẽ hướng dẫn anh em một cách chỉnh cữ nữa, đó là chỉnh độ nông sâu. Thì anh em chúng ta sẽ không cần dùng đến cái cữ hãm này. Anh em chúng ta mở ra và anh em chúng ta chỉ cần dùng cái cữ này thôi. Đo độ nông sâu nó ở nó ở đây. Rất là trơn tru. Khi mà anh em chúng ta đục lỗ bằng chiếc máy soi này sẽ phù hợp với những anh em chúng ta làm những công trình lớn, sử dụng đục những phôi gỗ bản rộng mà không thể nào sử dụng được máy đục mọng lỗ vuông, thì anh em chúng ta sử dụng con máy này khá là hay. Anh em thợ mà xem video chú ý con máy soi Đông Trang này thì anh em chúng ta có thể ghé qua trực tiếp cửa hàng của Vinachi Việt Nam để có thể test và trải nghiệm sản phẩm thực tế, hoặc là anh em chúng ta có thể nhấn trực tiếp vào đường link ở dưới phần mô tả để đặt hàng. Cảm ơn tất cả anh em đã xem video. Anh em nhớ cho Vinachi Việt Nam một like và một chia sẻ để không bỏ lỡ những video hay và mới nhất từ Vinachi Việt Nam. Xin chào, hẹn lại anh em trong video tiếp theo.